Rất nhiều bạn không quan tâm đến bộ máy chính quyền của nước ta, xem nó hoạt động như thế nào. Nhưng lại càng nhiều hơn những bạn không quan tâm về bộ máy chính quyền bên trong mỗi con người. Nếu các bạn không tin thì các bạn thử nghĩ xem, có lẽ các bạn chỉ biết não là cơ quan chỉ đạo tất cả công việc của cơ thể. Bạn có biết tủy sống cũng rất quan trọng trong hoạt động của cơ thể hay không? Hệ thần kinh có vai trò như thế nào? Và chính xác thì bộ máy chính quyền của cơ thể hoạt động ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video này nhé. Trong cơ thể có hai loại tủy mà chúng ta thường được nghe đến nhất, đó là tủy xương và tủy sống. Ngày xưa trong giờ sinh học, mình toàn ngồi ngắm crush, hoặc nếu không thì cũng ngồi ngán ngẩm chờ đợi được nghe một thứ âm thanh vô cùng tuyệt vời, có thể làm siêu lòng bất cứ học sinh nào. Vâng, tiếng trống trường. Mà bởi vì có sự tập trung siêu cao như vậy nên mình chẳng biết cái quái gì về môn sinh học cả. Nhất là khi bà chị họ hiền lành, xinh đẹp, dễ thương lại chính là giáo viên dạy môn này. Và đương nhiên, mình thì có rất nhiều cách để bà ấy không thể nào ghét mình được, luôn cho mình điểm tốt và cũng luôn nói tốt về mình với bố mẹ. Cái này người ta gọi là con ông cháu cha đấy. Mà vì không biết về môn sinh học nên lâu nay mình vẫn ngu ngốc tin rằng tủy sống là cái nôi đẻ ra những bé hồng cầu đáng yêu, là nơi tạo ra máu. Hóa ra không phải các bạn ạ. Khi làm video về nội dung này và tìm hiểu kiến thức liên quan thì mình mới ngỡ ngàng. Hóa ra công lớn này không thuộc về ông tủy sống mà là ông tủy xương. Tủy sống là tủy ở giữa xương sống các bạn nhé. Còn tủy xương thì nằm ở bên trong xương. Ở những lớp xương mà các bạn thấy xốp xốp và có nhiều cái lỗ rỗ rỗ thì đó chính là nơi chứa tủy xương, nơi tạo ra máu. Nhưng không phải tủy xương nào cũng tạo ra máu đâu. Tủy xương có hai loại là tủy xương đỏ và tủy xương vàng. Tủy đỏ mới là tủy tạo máu, còn tủy vàng thì toàn mỡ thôi. Hồi bé thì trong xương nào cũng có tủy đỏ, nhưng khi chúng ta lớn lên thì những phần xương gánh trọng lượng cơ thể yêu cầu nó phải có độ cứng cao. Một số phần xương sẽ bớt xốp và không còn chứa tủy đỏ nữa. Tủy đỏ sẽ dồn sang những xương khác. Người ta chỉ tìm thấy tủy đỏ của người trưởng thành ở một số xương sau. Đó là xương sọ, xương sống, xương sườn, cuối xương cánh tay, xương ức, xương chậu, cuối xương đùi, cuối xương cẳng chân. Có nghĩa là máu của chúng ta chỉ được tạo ra ở những phần xương này. Đó là tủy xương. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về tủy sống. Tủy sống thì khác hẳn với tủy xương. Thay vì tạo ra máu thì tủy sống lại chính là hệ thống thần kinh của chúng ta, hay giống như bộ máy chính quyền vậy. Nghĩa là thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn nhé. Bạn hãy tưởng tượng rằng bộ não của người giống như chính phủ. Chính phủ điều hành các cơ quan nhà nước để thực hiện một đường lối gì đó. Và chính phủ xử lý những việc phức tạp hơn như thực thi pháp luật, bảo vệ bản quyền, ngăn chặn những thành phần vô liêm sỉ trong xã hội. Thì não cũng tương tự, nó điều khiển các cơ quan trong cơ thể thực hiện những hoạt động sống hàng ngày, bảo vệ cơ thể, giúp cơ thể phát triển. Dưới chính phủ sẽ là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Những người đứng đầu ủy ban sẽ chỉ đạo các ban ngành thực hiện các hoạt động bình thường trong cuộc sống, tuân thủ pháp luật. Thế thì dưới não bộ cũng có một cơ quan chức năng tương tự như ủy ban, đó là chất xám trong tủy sống. Chất xám được tạo thành bởi vô vàn các neuron thần kinh. Giống như chất xám trên não, chất xám trong tủy sống cũng biết suy nghĩ. Nó giúp não bộ làm những công việc đơn giản như điều hành hoạt động của một số cơ quan nội tạng, điều hành các phản xạ tự nhiên như khi bạn lấy búa gõ vào ống chè thì bạn sẽ bị đau. Ấy nhầm, khi gõ vào thì chân bạn sẽ tự bật lên mà bạn không hề điều khiển việc đó. Bạn nhìn vào sẽ thấy chất xám nằm dọc theo xương ống, nằm bên trong xương ống và được bao bọc bởi chất trắng. Thế chất trắng là gì? Thì để các cơ quan cấp dưới có thể liên lạc được với chính phủ thì cần phải có đội ngũ phụ trách mảng thông tin liên lạc. Tương tự như vậy, não muốn nhận được thông tin từ các bộ phận bên dưới thì cũng cần có hệ thống thông tin liên lạc, mà ở đây là hệ thống các dây thần kinh. Người ta đếm được có tới 31 đôi dây thần kinh. Những đôi dây này sẽ có một cái gửi thông tin lên não và một cái gửi những quyết định từ não xuống các bộ phận trong cơ thể. Nếu bạn làm những hành động ngớ ngẩn, người ta sẽ bảo bạn bị chập mạch. Ý nói những đôi dây thần kinh này chập vào nhau tạo nên những hành động không kiểm soát. Và các bó dây này xếp lại gần nhau thì nó tạo thành một lớp vỏ bọc bao bên ngoài chất xám, đó là chất trắng. Bên ngoài chất trắng lại có một số lớp màng để bảo vệ chất trắng và chất xám bên trong. Với trình độ phát triển của y học ngày nay, người ta có thể dễ dàng gây tê một người để phẫu thuật bằng cách tiêm thuốc trực tiếp qua khe xương để vào tủy sống. Bởi như các bạn đã biết, trong tủy sống là một hệ thần kinh khủng nhất của cơ thể. Nếu gây tê hệ thần kinh này thì một phần cơ thể sẽ bị tê liệt. Phương pháp rất hiệu quả. Nhưng đôi khi nó lại hiệu quả quá đến mức người bệnh bị liệt luôn, không hồi phục được. Đó là nếu trình độ của bác sĩ kém, kỹ thuật tiêm không chuẩn, hoặc là hồi phục được nhưng để lại biến chứng. Nói chung phải cân nhắc rất cẩn thận khi dùng biện pháp này.
Như vậy qua video này, có lẽ các bạn đã hiểu được tủy xương tạo máu. Còn tủy sống bao gồm chất xám và chất trắng. Chất trắng là hệ thống thông tin liên lạc, còn chất xám là những chính quyền cấp dưới điều khiển những chức năng nội tạng và phản xạ tự nhiên. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.